Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Quốc hội chất vấn các bộ trưởng tại kỳ họp Quốc hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp và cho ý kiến vào một số vấn đề phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của tỉnh. Thị trường lao động phục hồi sau dịch COVID-19. Thầy giáo Nguyễn Văn Phu đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu. Nhiều dạp cưới lấn đường ở thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiếp tục ngày thứ hai phiên chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết của Quốc hội. Phiên chất vấn ghi nhận ý kiến của các đại biểu đánh giá tích cực những tác động, lợi ích của công tác cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử thời gian qua tới người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn những thủ tục hành chính rườm rà, cắt giảm chỗ này lại phát sinh chỗ khác. Cắt điều kiện kinh doanh này nhưng lại mọc các thủ tục khác. Thế rồi cắt điều kiện kinh doanh này lại chuyển sang thành tiêu chuẩn và quy chuẩn, từ đó vẫn là cái rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp và dân. Thế và trong cái chỉ đạo Thủ tướng là đang tiếp tục để rà soát lại bằng cái việc ý, là trước hết là chúng ta phải kiểm soát ngay từ cái khâu dự thảo và nâng cao chất lượng của cơ quan thẩm tra. Đấy là cái quan trọng. Thứ hai nữa là phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để công khai hóa trong cái việc để các doanh nghiệp giám sát, người dân giám sát và thực hiện cái quy trình. Quan trọng là phải thực hiện được cái quy trình về thủ tục hành chính, làm sao nó thực sự là nó cắt giảm những cái gì chi phí cho người doanh nghiệp. Và thứ ba nữa là tiếp tục đổi mới cái lề lối phương thức làm việc và xử lý hồ sơ trên điện tử theo cái nghị định 45. Liên quan tới việc khi nào ban hành luật hành chính công của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh tại phiên thảo luận trước gửi tới Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời làm rõ. Chưa rõ đối tượng sau khi nhiều lần giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã trao đổi thống nhất thì thấy rằng chưa thể ban hành luật này vì các lý do sau đây. Thứ nhất, các quy định về hành chính công đều đã được quy định trong từng dự án luật. Trong hệ thống pháp luật của chúng ta đều có các cái quy định thủ tục hành chính công. Cái thứ hai, trong cái dự thảo luật mà đại biểu trình bày đó, thì đã chuẩn bị thì chưa rõ đối tượng, phạm vi và nội hàm. Và vì thế chưa thể ban hành được, chưa thể trình Quốc hội. Tuy nhiên đó, thì Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao sự kiên trì. Và lúc đầu chúng tôi đã tổ chức bố trí đầy đủ điều kiện để cho ban soạn thảo nghiên cứu làm việc. Tuy nhiên vì những cái lý do trên cho tới nay chưa trình Quốc hội được. Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến biến đổi khí hậu và tiến độ nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi. Với biến đổi khí hậu, chúng ta đã sản xuất được một số lô vaccine các loại khác nhau, trong đó có lô vaccine vô hoạt và lô vaccine nhược độc. Bước đầu thử nghiệm ở quy mô hẹp cho kết quả. Các nhà khoa học đang hoàn thiện quy trình công nghệ để sản xuất vaccine thử nghiệm ở quy mô lớn hơn thời gian tới. Người đứng đầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng cho biết, chúng ta đã hợp tác quốc tế tiếp nhận chủng virus dịch tả lợn châu Phi ở nước ngoài và sản xuất lô vaccine bước đầu thử nghiệm rất khả quan. Dự kiến quý 3 năm 2021 sẽ có vaccine dịch tả lợn châu Phi. Theo dự kiến, chương trình làm việc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ còn được Quốc hội tiếp tục trong buổi sáng ngày 10 tháng 11. Sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp để xem xét cho ý kiến về các nội dung quan trọng. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2021, tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020, thực hiện biên chế công chức năm 2020 và dự kiến giao biên chế công chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68 năm 2021 trong các cơ quan tổ chức hành chính tỉnh Hưng Yên.
bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã phường thị trấn, quy định khung hỗ trợ mạnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, đề xuất giai đoạn 2021-2025. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh các sở ngành ra soát hoàn thiện lại báo cáo và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất. Với những tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn nợ, nhất là tiêu chí về môi trường, các địa phương cần tập trung hoàn trả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thanh tra tỉnh tập trung rà soát, thanh tra những doanh nghiệp chưa ký lại hợp đồng thuê đất và những doanh nghiệp chưa nộp thuế để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sáng ngày 8 tháng 11, khu dân cư Nội Lăng, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa quân dân. Tới dự có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính. Khu dân cư Nội Lăng có hơn 500 hộ dân. Năm 2020, khu dân cư đã nâng cấp được 11 tuyến đường giao thông nông thôn có tổng chiều dài hơn 1 km với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng do nhân dân đóng góp. 100% số hộ trong khu dân cư được dùng nước sạch và hợp vệ sinh. 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa và làm bằng vật liệu cứng. Khu dân cư có 97% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tại ngày hội, đại diện các chi hội đoàn thể khu dân cư đã ký giao ước thi đua năm 2021. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư Nội Lăng vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020. 16 gia đình trong thôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp công nhận danh hiệu ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu Thảo Hiền. Sáng nay, khu dân cư Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cử tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Văn hóa quân dân năm 2020. Dự ngày hội có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Năm qua, khu dân cư luôn đoàn kết phấn đấu, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Hiện nay trên địa bàn khu dân cư có 110 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân trong khu dân cư tham gia. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định. Nhân dịp này, khu dân cư Cát Dương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện công nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2020, nhiều gia đình được công nhận danh hiệu gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu Thảo Hiền. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng 200 chiếc làn nhựa cho các hộ dân ở khu dân cư, 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quỹ từ người nghèo huyện tặng quà và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tặng 3 suất quà cho 3 thanh niên mới xuất ngũ trở về địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua huyện Kim Động đã đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Qua đó, tạo điều kiện để quản lý huy động các nguồn lực từ đất đai trong xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương. Theo chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Động, đến nay, huyện kê khai, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho trên 85.000 thửa đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ 95%. Đối với đất ở, lũy kế đến hết tháng 9 năm 2020 đã cấp được 31.000 thửa đất trên tổng số 41.000 thửa, đạt tỷ lệ 76%. Là địa phương đứng thứ hai toàn tỉnh về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, một số địa phương cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân như ở xã Chính Nghĩa, Mai Động, Nghĩa Dân. Để đạt được kết quả đó, huyện tập trung cải cách thủ tục hành chính, tích cực rà soát, tuyên truyền đến từng hộ dân và xử lý dứt điểm các trường hợp khó khăn, tranh chấp, khiếu nại về đất đai. Hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa dần trở lại bình thường, đã giúp thị trường lao động trên cả nước nói chung và Hưng Yên nói riêng đang từng bước được phục hồi, nhất là những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động luôn tăng cao. Dù những ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nay vẫn tiếp tục tạo ra sức ép lớn lên các doanh nghiệp, thị trường lao động, việc làm và cả nền kinh tế, nhất là khi thời điểm chỉ còn ít tháng nữa sẽ kết thúc năm 2020, đặt ra những thách thức lớn để thị trường lao động có thể phục hồi.
Nhưng qua ghi nhận thực tế thì hiện trên địa bàn tỉnh, nhiều lĩnh vực, ngành nghề đang có những tín hiệu tốt. Các ngành nghề, lĩnh vực bị đứt chuỗi, bị ngừng việc đã trở lại thị trường. Trong những phiên giao dịch việc làm gần đây tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp đến tham gia tuyển dụng lao động mới để khôi phục sản xuất. Đợt Covid vừa qua thì bên mình cũng bị ảnh hưởng về cái lực lượng lao động, đặc biệt là cái đội ngũ mà tư vấn bán hàng. Thế do vậy mà đợt này bên mình cần nâng thêm cái số lượng tuyển dụng khoảng 15 lao động. Hiện tại ngành nghề chính của bên em là kinh doanh mặt hàng tôn và ống thép của tập đoàn Hoa Sen, thiếu vị trí nhân viên phát triển thị trường tại địa bàn tỉnh Hưng Yên. Em đến với Trung tâm Dịch vụ Việc làm mong muốn là tìm được ứng viên đáp ứng công việc của tập đoàn. Một số lao động do dịch Covid-19 nên phải ngừng việc hoặc mất việc làm. Nay khi doanh nghiệp có đơn hàng được tiếp nhận, công việc mới và thu nhập ổn định trở lại đều rất phấn khởi. Do dịch bệnh Covid ấy, cho nên là em đã xin nghỉ việc và đến Trung tâm Giới thiệu Việc làm hôm nay để đăng ký thất nghiệp và cũng như là tìm kiếm các cơ hội việc làm. Thì hôm nay đến Trung tâm thì em đã tìm được là việc làm tại công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen chi nhánh tỉnh Hưng Yên. Tôi cũng đã tìm được công việc, nói chung là rất là phù hợp với công việc của mình. Hiện tại đang làm là chuyên ngành kế toán và là kế toán công nợ ở công ty Anh Đức. Tôi rất là phấn khởi và rất là vui. Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, ngoài việc giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hiện Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tăng tần suất từ 2 phiên giao dịch việc làm lên 4 phiên một tháng nhằm kết nối, khai thác thông tin thị trường lao động và tư vấn học nghề, việc làm cho người lao động được kịp thời. Chỉ tính riêng tháng 10 vừa qua, Trung tâm đã tư vấn việc làm cho gần 1.900 người, tăng gấp 3 lần so với những tháng đầu năm. Trong đó giới thiệu việc làm mới cho gần 300 người. Thời điểm hiện nay thì các doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ thì có nhu cầu tuyển dụng nhiều hơn so với các đơn vị khác. Thời gian tới, nhu cầu sử dụng lao động phổ thông của các doanh nghiệp không còn nhiều như trước đây nữa. Đặc biệt là tại tỉnh Hưng Yên thì đang hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao. Và nếu như người lao động muốn tham gia và trụ vững ở lĩnh vực này, phải có ý thức cho việc trang bị cho mình một ngành nghề nhất định, nâng cao kỹ năng nghề để đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát tốt. Theo dự báo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, thì 2 tháng cuối năm nay và những tháng đầu năm 2021, nhu cầu tuyển dụng lao động tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh cũng như nhu cầu đi xuất khẩu lao động sẽ dần tăng trở lại. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng, góp phần giúp kinh tế địa phương sớm phục hồi. Thưa quý vị và các bạn, say mê giảng dạy và yêu thương học sinh hết mực, thầy Nguyễn Văn Phu, tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên trường Trung học phổ thông Minh Châu, luôn không ngừng đổi mới sáng tạo phương pháp dạy và học, lặng lẽ vun trồng cho ước mơ của những mầm xanh tương lai. Vui tươi, nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười, những điều này thường xuyên xuất hiện trong giờ học của thầy giáo Nguyễn Văn Phu. Những bài toán với nhiều con số tưởng chừng khô khan đã trở nên hứng thú và hấp dẫn bởi cách diễn đạt dễ hiểu, nhẹ nhàng của thầy. Tiết khô khan chẳng hạn như những tiết luyện tập thì chúng tôi sẽ thay đổi cái hình thức dạy học bằng cách là tổ chức cho học sinh chơi những cái trò chơi, qua đó là gây được sự hứng thú cho các em. Trong không khí vừa học vừa chơi thoải mái, thầy Phu luôn trao đổi hướng dẫn cho các em một số thủ thuật toán học giúp các em tiếp thu bài nhanh hơn. Đối với học sinh có học lực yếu, thầy luôn gần gũi động viên các em theo gương những bạn học khá trong lớp. Thầy trò bọn em giống như những người bạn ấy ạ. Ngoại trừ những trên lớp bọn em có thắc mắc gì thì đều có thể hỏi thầy, thầy cũng đều tận tình giải đáp. Còn nếu như ở nhà mà bọn em có thắc mắc gì trong lúc làm bài thì cũng hoàn toàn có thể nhắn tin hỏi thầy, và kể cả là thời gian lúc đấy là có tối muộn thì thầy cũng sẽ cố gắng để giải đáp cho bọn em ạ. Thầy Phu là một giáo viên môn toán có rất nhiều năng lực chuyên môn, năng nổ, nhiệt tình trong công tác, được đồng nghiệp và học sinh yêu quý. Thầy cũng là người có rất nhiều những thành tích trong tiết sáng kiến kinh nghiệm, và thầy cũng là người giáo viên mà có nhiều các đổi mới trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Thầy cũng có rất nhiều các học sinh giỏi và là những người mà có thể nói là rất là đam mê, nhiệt tình trong chuyên môn.
Say mê giảng dạy và yêu thương học trò hết mực, thầy Phu không chỉ lặng lẽ vun trồng cho ước mơ của những mầm xanh tương lai mà còn lan tỏa rộng rãi tinh thần đổi mới sáng tạo trong tập thể giáo viên. Từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đưa trường Trung học phổ thông Minh Châu từ một ngôi trường non trẻ ngày càng trưởng thành, phát triển. Năm nào thầy Phu cùng các đồng nghiệp cũng đưa ra các sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy và học. Các thế hệ học sinh của nhà trường có nhiều em đạt kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông nổi bật, đứng top đầu toàn tỉnh như em Đỗ Mạnh Quân, thủ khoa khối A của huyện Yên Mỹ năm 2019, nhiều năm là học sinh giỏi cấp tỉnh. Em Chu Thị Hồng trúng tuyển lớp tài năng Đại học Y Hà Nội. Thời gian qua, song song với công tác dạy học, các trường mầm non tại huyện Ân Thi thực hiện nghiêm quy định bếp ăn năm tốt, gồm vệ sinh tốt, quản lý tốt, tiết kiệm tốt, cải tiến đồ ăn tốt và tổ chức tốt, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Huyện Ân Thi có 21 trường mầm non công lập và tư thục. Tỷ lệ các trường tổ chức cho trẻ ăn bán trú đạt 100%. Các bếp ăn được đầu tư cơ sở vật chất khang trang theo quy trình vận hành một chiều. Thiết bị, đồ dùng nhà bếp sạch sẽ, nguồn thực phẩm đầu vào được kiểm soát chặt chẽ. Thực đơn bữa ăn của trẻ được thay đổi theo ngày, tuần và theo mùa. Thực hiện nghiêm việc lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ. Nhân viên cấp dưỡng thường xuyên được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Được biết, nhiều năm nay, huyện Ân Thi chưa để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn bán trú. Trẻ được ăn đúng giờ, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Hiện nay, tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại các trường mầm non ở huyện Ân Thi đạt từ 70 đến hơn 90%. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Mặc dù biết rõ lòng đường hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông, song nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn ngang nhiên dựng rạp lấn đường, ảnh hưởng và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Những ngày gần đây, trên các tuyến đường Triệu Quang Phục, đường Tô Hiệu, đường nối giữa đường Nguyễn Trãi và Hồ Xuân Hương thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên, xuất hiện tình trạng nhiều hộ gia đình dựng rạp ngay trên lòng lề đường từ 3 đến 4 ngày để tổ chức đám cưới. Điều đáng nói là các rạp này thường kéo dài từ 15 đến 20 mét, thậm chí có hộ còn kéo dài tới trên 30 mét và được dựng ra cả nửa lòng đường, khiến các phương tiện đi qua đều phải di chuyển sang làn đường bên trái để nhường chỗ cho gia chủ. Mặc dù biết mỗi gia đình đều có công việc hiếu hỉ hệ trọng, tuy nhiên việc dựng rạp tràn ra đường như vậy không những ảnh hưởng đến các phương tiện đang lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quan tâm. Nhờ đó đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng dân cư. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, dòng họ Ngô ở thôn Hoàng Xá, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ đã tuyên truyền vận động các gia đình hỏa táng khi có người thân qua đời. Nhận thấy đây là việc làm có ý nghĩa, bà Ngô Thị Loan đã thực hiện hỏa táng cho người bố đã khuất. Tất cả trong họ đều là động viên này cho ông bà đi hỏa táng cho nó sạch sẽ, với hai nữa là cho nó đảm bảo vệ sinh tốt. Xã Đồng Tiến là một trong những xã đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang ở huyện Khoái Châu. Đến nay, toàn xã có trên 80% số hộ thực hiện hỏa táng cho người thân khi qua đời. Tôi thấy cái việc hỏa táng nó là cái sạch sẽ mà nó đảm bảo vệ sinh cho toàn thể cộng đồng. Gia đình chúng tôi mai sau mà có người thân, giả sử có những tên về theo tổ tiên, chúng tôi cũng đưa đi hỏa táng. Để nếp sống văn hóa nhanh chóng đi vào nền nếp, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang vào các cuộc vận động phong trào. Đến nay hầu hết các khu dân cư đã đưa việc thực hiện nếp sống văn minh